Thông tin tiếp theo về sự vụ hàng chục công nhân của công ty Kajaki tại Quảng Ninh nhập viện cấp cứu. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ khí Fogman Dehid còn được biết đến như là metanan tại một số vị trí trong công ty Kajaki vượt mức cho phép từ 4 đến 5 lần. Theo đó, kết quả quan trắc bằng thiết bị đo khí cầm tay của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh sau khi được phân tích tại phòng thí nghiệm đã phát hiện hơi khí Fogman Dehid tại nhà máy này vượt quá tiêu chuẩn cho phép từ 4 đến 5 lần. Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nhận định, chính loại khí này mới là nguyên nhân khiến các công nhân bị khó thở, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn và bị ngất. Tính đến cuối ngày mùng 10 tháng 7, đã có 13 công nhân hồi phục sức khỏe và được xuất viện. Còn lại 57 công nhân vẫn đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển. Trước đó, vào ngày mùng 8 tháng 7, công ty Yayaki có ra văn bản kết luận nguyên nhân khiến nhiều công nhân phải nhập viện là do một hộ gia đình xung quanh nhà máy phun thuốc sâu cho hoa màu tuy nhiên câu trả lời này không được công nhân chấp thuận khí phong được tổ chức y tế thế giới xác định là loại khí độc hại cho sức khỏe con người loại khí này được cơ quan bảo vệ môi trường hoa kỳ phân loại như là chất có khả năng gây ung thư ở người và được cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế coi là chất gây ung thư đã biết ở người